Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Thời gian qua thì em cũng đã làm rất là nhiều những cái video nói về những cái dòng mic TV A1. Đây là cái dòng mic đa năng. Đó, dòng mic này thì nó sẽ có một cái đầu thu nhỏ nhỏ này này các bác này. Đấy, nó có một cái đầu thu nhỏ nhỏ này. Đấy thì cũng có rất là nhiều anh em có tương tác, có hỏi chúng em rằng là em ơi thì với cái bộ mic đa năng như thế này thì chất âm nó có thua với những cái dòng mic mà có đầu thu kém thì kia không? Thì thưa các bác rằng là chúng em nhé cũng đã test rất là nhiều đấy, so sánh với những cái dòng mic mà có đầu thu ấy thì dòng cao cấp thì em không dám nói, đúng không? Cao cấp tầm 4-5 triệu trở lên thì không nói nhé. Đấy, thế nhưng để mà loanh quanh so sánh giữa dòng mic mà tầm 2-3 triệu ấy, 2-3 triệu thì những cái dòng mic này nó không hề thua kém, nó tức là nó 1-9-10. Đấy, nó thua thì nó không thua quá nhiều đấy, bởi vì là giữa so sánh giữa 1-9-10 thì các bác thấy rằng nó cứ xem nhau, nó xem nhau. Bởi vì sao ạ? Cái dòng mic này nó rất là rẻ đấy, dòng mic này nó rất là rẻ, hiện tại chúng em đang bán chỉ có 1.250.000 bao ship cho anh em. Và em cũng đã so sánh này với bộ mic VKTV VK600 này, giá nó tầm 3 triệu đó. Thì em so sánh trực tiếp giữa hai mic với nhau thì chất âm hầu như là không ai phát hiện ra. Đấy, nó ngang nhau. Đấy, về cái độ hay của cái dòng này, nó tiếng nó rất là hay. Chính vì vậy nên là hiện tại những cái dòng mic này là đang bán rất là chạy. Đấy, còn anh em nào mà vẫn còn nghi ngờ thì có thể mời các bác nhé, ở gần khu vực chúng em, mời các bác qua cửa hàng test trực tiếp. Còn anh em ở xa nhé thì em sẽ bao test cho anh em, nhận hàng kiểm tra, các bác có thể so sánh trực tiếp với những bộ mic 2-3 triệu. Đấy, cam kết với anh em. Đấy, với so sánh với những cái dòng mic mới tầm 2-3 triệu thì những cái dòng mic Kiwi này nó không hề thua kém gì cả. Đấy, và thiết kế anh em nhìn này. Đấy, thiết kế tai mic nó rất là đẹp. Thật sự nó rất là đẹp và chuyên nghiệp đây. Anh em thấy giữa hai tai mic đây. Một dòng thì là 1 triệu 2. Đúng không ạ? Một tai mic ví dụ cái này là 1 triệu 2 50 này. Đấy, tai mic này thì nó là 3 triệu này, đấy. Đấy, còn về tổng thể thì là nó không thua kém nhau về chất âm. Đấy, không thua kém nhau về chất âm đấy, anh em thấy không? Đó, và như em đã nói rằng là khi các bác mua những cái dòng mic đa năng Kiwi A1 này, em bao test, nhận hàng kiểm tra, test hàng, so sánh được luôn nhé. Đấy, các bác có thể so sánh luôn đấy, nếu như hay thì các bác mới thanh toán, không hay trả lại em. Đấy là cam kết giữa em với toàn thể các bác đấy, bởi vì chúng em tự tin là chúng em đã test rất là nhiều rồi đấy, test rất là nhiều rồi, so sánh rất nhiều rồi đấy thì mới nhập, bởi vì những cái dòng này muốn bán giá tốt thì phải nhập nhiều đấy, nên là phải test rất là kỹ đấy, chứ không ai người ta bỏ tiền ra một đống ra, người ta chẳng biết là cái sản phẩm này có hay không để nhập về để bán cả, đúng không ạ? Đấy, anh em nào bất kỳ buôn cái nghề gì cũng vậy, đều phải kiểm tra hàng hóa rất là rõ ràng sau đó mới nhập để mang về bán. Nó ok trong tầm tiền, ok trong chất lượng thì mới dám nhập để bán, đúng không ạ? Chứ không ai vung tiền ra để không biết là cái sản phẩm của mình nó có tốt hay không đấy. Thì đó là nhất. Thứ hai là khi mua cái dòng mic này bên em ấy thì các bác lại được tặng kèm theo là cả pin sạc luôn nhé. Để đây là đốc sạc này, đây tặng kèm theo 4 viên pin sạc luôn này. Đó, tặng kèm theo 4 viên pin, tức là anh em dùng cái mic này các bác sẽ không mất thêm chi phí mua pin nữa, không mất thêm chi phí mua pin nữa. Đấy, nó không như những cái dòng này, nhưng mà cái nói gì nói tốt đến đâu thì tốt, nó vẫn có nhược điểm đấy, bởi vì là cái dòng này ấy, thì các bác thấy rằng cái đầu thu này nó rất là nhỏ, cho nên là anh em để mà hát ngoài trời, hát sự kiện, hát xa thì không thể làm được, nó sóng nó sẽ không khỏe bằng cái bộ mic này, cái dâu anten nó sẽ tốt hơn, và nó có một cả một cái đầu thu đấy. Đầu thu này nó sẽ chia có hai cái cột hộp hộp sóng ở bên trong này nữa cơ đấy, cho nên là cái sóng của dòng này nếu như anh em hát ngoài trời thì nó sẽ ổn định sóng hơn đấy, còn trong nhà thì như nhau đấy, trong nhà nhá, anh em hát trong nhà với những cái dòng mic đa năng này nhá, hát trong nhà thì thoải mái. Đấy, anh em nhà rộng đâu rộng hát thoải mái luôn. Ok chưa? Rộng lắm 450 mét vuông đúng không ạ? Ở phòng khách. Đó thì trong cái tầm như vậy thì anh em đi di chuyển thoải mái, không vướng gì luôn. Đó, nếu trong nhà, còn ở ngoài trời thì chắc chắn là cái dòng mic này nó thua. Đấy, ngoài trời thì sóng nó chỉ thua về sóng thôi. Đấy, bởi vì là cái này thì đầu thu nó rất là nhỏ, đúng không ạ? Đấy, rất là nhỏ. Đấy, nhưng giá thành thì nó rẻ hơn. Đấy, anh em mua về hát trong nhà thì thoải mái, chẳng phải suy nghĩ gì cả. Tiếng rất là hay, em bao test cho anh em. Đấy, chất lượng kể cả anh em cầm cái tay mic lên nó rất là khôn đấy, nó rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Đó, nhìn rất đẹp nhá, 1.250.000 bao ship cho anh em. Đấy, anh em có nhu cầu mua sắm thì liên hệ trực tiếp tới Tuyên Vũ nhé, để được hỗ trợ nha, và xin chào các bác.